việc lấn sân sang mảng phim ảnh của các thần tượng xứ Hàn từ lâu đã không còn xa lạ với người hâm mộ. Có rất nhiều những thần tượng trong các nhóm nhạc Hàn Quốc đã đạt được thành công đáng kể trong lĩnh vực này. Trong số này, nhiều giọng ca đã thành công với các tác phẩm rùng rợn như Nam Yuri của nhóm Sia trong Death Bell 2008 hay Eun Jung của Tiara với White Melody of Death 2011. Sắp tới đây, Kim So-hee, cựu thành viên nhóm IOI, là cái tên tiềm năng tiếp theo tham gia dòng phim kinh dị với Nam Sinh số 11, tựa gốc The Child Who Would Not Come. Bộ phim lấy bối cảnh học đường kinh hoàng với sự góp mặt của ekip tên tuổi. Giữa thời điểm ngoài rạp toàn những bộ phim mang màu sắc vui vẻ hoặc chính kịch, Nam Sinh số 11 hẳn là một tín hiệu vui dành riêng cho hội mê phim kinh dị. Đây là tựa phim đến từ Hàn Quốc, được kỳ vọng sẽ trở thành một trong số những phim kinh dị học đường gây ám ảnh nhất của xứ Kim Chi. Dàn diễn viên trẻ trung, xuất thân là sao K-pop. Sinh năm 1999, Kim So-hee bắt đầu sự nghiệp vào năm 16 tuổi khi tham gia chương trình thực tế Produce 101 của Mnet nhằm chọn ra nhóm nhạc nữ quốc dân với 11 thành viên từ 101 thực tập sinh đến từ nhiều công ty lớn nhỏ. Vốn bị xếp vào nhóm bét bảng, cô dần chứng tỏ sự quyết tâm và tiến bộ qua từng vòng đấu. Cuối cùng, Kim So-hee giành được suất tham gia nhóm IOI một cách ngoạn mục. Trên thực tế, cô vốn là một thực tập sinh tới từ công ty đào tạo diễn viên Red Light Entertainment. Sau khi nhóm tan rã, Kim So-hee trở về với sở trường của mình là MC và diễn viên. Cô tích cực tham gia các bộ phim truyền hình như Poetry Story 2017, Society Obsessed with Love 2018, Best Chicken 2019 hay How to Buy a Friend 2019 và đều được đánh giá cao. Năm 2019, cựu thành viên IOI có vai chính điện ảnh đầu tay trong Moonlight Winter và nhận được hàng loạt đề cử, trong đó có nữ diễn viên mới xuất sắc từ giải Baekseang 2020 hay giải thưởng điện ảnh Rồng Xanh 2021 danh giá. Nam Sinh số 11 đánh dấu lần đầu tiên Kim So-hee thử sức với dòng phim kinh dị. Vai diễn của cô nặng về diễn xuất khi phải hóa thân thành một nữ giáo viên thực tập, chứng kiến những sự kiện kinh hoàng xảy ra với học sinh của mình. Ngoài ra, phim còn sở hữu dàn diễn viên trẻ trung tới từ các nhóm nhạc như Karin của Aris, Jo Hyun của Berry Good, cựu thành viên Hello Venus là Yoon Na Gyeon. Sự kết hợp giữa dàn diễn viên trẻ thêm phần chân thật và rùng rợn cho tác phẩm lấy bối cảnh học đường. Một yếu tố bảo chứng cho chất lượng khác của Nam Sinh số 11 chính là sự góp mặt của đạo diễn Yoo Young-sun. Cách đây 14 năm, anh từng làm phó đạo diễn cho 10/2007, tác phẩm đánh dấu sự trở lại của dòng phim kinh dị Việt Nam sau nhiều năm vắng bóng. 10 cũng được đánh giá là một trong những tác phẩm đáng sợ nhất của điện ảnh Việt. Yoo Young-sun còn là người chấp bút cho Vampire Detective 2016 và Diva 2020 vừa ra mắt cách đây ít lâu. Ở cương vị đạo diễn, anh ghi dấu ấn với The Wicked 2014 và The Wrath 2018. Thế mạnh của Yoo Young-sun chính là tạo hình ma nữ với mái tóc rũ rượi và gương mặt biến dạng vô cùng đáng sợ. Vị đạo diễn sinh năm 1975 biết cách kết hợp một cách tài tình giữa yếu tố jump scare cùng kỹ thuật âm thanh hiện đại với những trường đoàn kinh dị kéo dài đến nghẹt thở. Những cảnh hù dọa gây rợn có thể xuất hiện bất cứ lúc nào mà không báo trước, khiến khán giả phải khóc thét. Đôi lúc, ác ma lại chậm chậm tiến đến gần nạn nhân, khiến người xem giữa bối cảnh tĩnh mịch làm nhiều người không dám nhìn vào màn hình vì lo sợ nỗi kinh hoàng sắp đến. Yoo Young-sun cũng không ngại sử dụng những hình ảnh máu me để tăng thêm độ ám ảnh cho tác phẩm. Với bối cảnh học đường, Nam Sinh số 11 còn rùng rợn hơn trước. Bởi lẽ đây vừa là địa điểm thân thuộc với tất cả người xem mà vừa là nơi có những lời đồn đại ma quỷ bí ẩn. Dưới bàn tay của đạo diễn, từng phòng học, dãy hành lang vắng vẻ, bãi đất trống sau trường bỗng trở nên u ám và ma mị, đến lạnh sống lưng. Câu chuyện cậu nam sinh chưa bao giờ đến lớp chứa đầy những góc khuất đen tối và bí ẩn không lời giải đáp. Càng đào sâu hơn vào những bí ẩn ấy, hàng loạt sự kiện kinh hoàng liên tiếp xảy ra mà không lời giải đáp. Tất cả sẽ mang đến cho người xem một tác phẩm kinh dị rùng rợn, ám ảnh và khó có thể bỏ qua trong dịp đầu năm 2021 này. Trailer phim mở đầu vô cùng ấn tượng khi hai nữ sinh đứng trên cầu. Ngay sau đó, một trong hai đã nhảy xuống, chết ngay tại chỗ,
người còn lại la hét trong hoảng loạn khi bỗng dưng có rất nhiều máu đổ trực tiếp xuống đầu mình. Chuyện phim tiếp tục khi nữ giáo viên thực tập Soa Kim So-hee vừa được phân công về một ngôi trường mới, nơi cô phát hiện ra nam sinh số 11 tên Jong-suk không bao giờ tới lớp nhưng cũng không được bạn bè nhắc đến. Quyết định đi tìm Jong-suk đã khiến Soa tự đẩy bản thân vào nguy hiểm khi thế lực tà ác bị đánh thức, gieo rắc vô số điều kinh hoàng lên ngôi trường cấp 3. Và khi ký ức của mỗi người về cậu bạn số 11 dần trở lại, cũng là lúc cơn ác mộng ngày một kinh hoàng hơn. Trong môi trường học đường, một trong những nỗi sợ lớn nhất chính là bị bạn bè lãng quên. Nỗi sợ này một lần nữa được tái hiện khi nữ giáo viên thực tập Soa Kim So-hee vừa được phân công về một ngôi trường mới. Tại đây, cô phát hiện ra nam sinh số 11 tên Jong-suk không bao giờ tới lớp nhưng cũng không được bạn bè nhắc đến. Soa quyết định đến tận nhà để thuyết phục anh chàng đến lớp. Tuy nhiên, cô không hề biết bản thân đã đánh thức một thế lực quỷ dữ tàn ác. Những sự kiện ghê rợn liên tiếp xảy đến với cả Soa lẫn các học sinh trong trường. Khi ký ức của mỗi người về cậu bạn bí ẩn kia dần trở lại, cũng là lúc cơn ác mộng ngày một kinh hoàng hơn. Bên cạnh Thái Lan hay Nhật Bản, Hàn Quốc cũng là một ông lớn của thể loại kinh dị khi cho ra mắt nhiều bộ phim ám ảnh như A Tale of Two Sisters 2003, Train to Busan 2016, Gonjiam Haunted Asylum 2019. Trong đó, những bộ phim kinh dị lấy bối cảnh học đường như Death Bell 2008 hay The Silenced 2015 luôn được người hâm mộ yêu thích bởi nội dung gây ám ảnh sâu sắc. Đầu năm 2021 này, nam sinh số 11, tựa gốc The Child Who Would Not Come, hứa hẹn sẽ là cái tên tiềm năng gia nhập top những phim kinh dị học đường ấn tượng nhất Hàn Quốc.